Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay à, mình sẽ à, review cho các bạn hai chiếc, à, chiếc mũ nha hai chiếc mũ 1 phần 2 à, dành cho à, dòng xe Cruiser mà đang ăn khách nhất trên thị trường hiện nay nhá Đây đó là mẫu của OF 590 của NS2 nhá NS2 OF 590 nhá Đây và một bên là HGC IS Cruiser nhá. Đấy. Thì à, về à, Đây các bạn về nhìn nhìn cảm quan thì à, đây à, chiếc à, mũ đời S2 này thì nó đúng nghĩa là một chiếc mũ đời S2 có kính âm mọi người. Đây cả hai cùng có kính âm. Đấy. Đây là một chiếc mũ phần 2 này, còn cái này nó thiên về à, gần gần giống chữ 3/4 hơn. Đấy. 3/4 hơn. Đấy cũng kính âm. Đấy. Form mũ thì uh, à, đây về, uh, về trước tiên thì mình thử nhá, mình thử về uh, trước tiên thì về cân nặng nhá. Đây, mình đã thử uh, trước tiên nhá, mình thử nhá. Đây, uh, chiếc uh, OF 590 nặng bao nhiêu nhỉ? Một cân ba đó, đúng không? Một cân ba. Nặng một cân ba. Đấy, về trọng lượng nhá. Trước tiên uh, review thì về trọng lượng trước đã. Còn chiếc uh, đây IS Cruiser của HTC 1 cân 2 Đấy à, Cất cất cho anh cái này với Mặc dù là nhìn nó nhỏ gọn hơn trước à... à Đây à, Mặc dù nhìn à, nó trước à... OF 590 của RS2 là nhìn nó nhỏ gọn hơn nhưng mà nặng hơn nha các bạn nhé Nặng hơn 100 gram so với cả trước uh, HGC uh, này Đó. đấy uh, đây thứ nhất là về uh, mình so sánh từ trong ra ngoài nhá nên là về khóa này khóa thì uh, của IS uh, Cruiser là dùng khóa đôi ring nhá đấy còn uh, đây dùng khóa D-ring này đây khóa D ring nhá đấy còn này uh, của uh, OF590 thì dùng khóa gài nhé Đấy. À, Và tất nhiên là nốt cả hai chiếc mũ này đều tháo ra được nhé OF590 cũng tháo ra được và có thể tháo ra để vệ sinh được nhé Và uh, IS uh, Cruiser cũng tháo ra được nhá. Đấy, Về nót thì có thể tháo ra được nhé Về độ mềm mại, độ dày thì tương đương nhau mọi người Đấy, Độ uh, độ dày, độ mềm mại thì tương đương nhau cái lớp IPS thì uh, cũng dày cũng uh, theo cảm nhận của mình thì nó cũng tương đương nhau nhá tương đương nhau đấy cả hai đều có máy tre. và cả hai đều đạt chuẩn DOT nhá mọi người đấy đạt chuẩn DOT cả hai đều đạt chuẩn DOT Uh, cái OF590 này thì uh, có uh, có cửa lấy gió trước này. Đấy, nhưng mà không có uh, không có cửa thoát gió nóng nhá. Nhưng uh, cái uh, IS Cruiser này thì không có cửa lấy gió nóng nhưng mà lại uh, không có cửa lấy gió vào nhưng có cửa uh, thoát gió nóng ở phía sau này, đấy. Về uh, về độ hầm hố thì một chín một nhưng mà mình nghĩ là OF năm chín mươi thì có vẻ sẽ nhiều góc cạnh hơn nhiều đường uh, nhiều đường gân hơn hầm hố hơn nhá hầm hố hơn Đấy. về độ sâu nòng mũ thì uh, về độ sâu thì uh, về độ sâu thì uh, À, mũ uh, IS Cruiser thì là có vẻ nó sẽ sâu hơn Sâu hơn nhá mọi người Đội đội uh, cảm giác là nó sẽ là mũ sâu hơn Đúng rồi Sẽ uh, sâu hơn Và đây Cái form Form thì uh, uh, Cái form mũ ấy Form mũ bên trong thì uh, uh, Của uh, Đây của của uh, Cruiser thì có vẻ là, là nó ôm vào đầu hơn nhé mọi người vì à, mũ nòng mũ nó là tròn đấy còn thì uh, đây của OF 590 nó hình uh, bầu dục nghĩa là nó, nó hình hình dài ấy. đấy nên là cái hình tròn này sẽ ôm hơn ôm hơn nhé mọi người 590 đội cảm giác nó sẽ rộng hơn đấy Đấy, nó là mũ đấy rộng rộng hơn mọi người rộng hơn đấy. đấy vì cái nòng mũ này là dài này đây cái nòng mũ này tròn đấy. À, cái, à, cái tiếp theo là quan tâm đến cái kính hưng hưng cầm cho anh cái, cái mũ này cái kính kính thì à, kính của Is cúi nó to hơn nhá, sâu hơn, đấy. và đặc biệt là cái kính của Is Cruiser này những anh em mà đeo kính cận thì có thể dùng được này, này nó không bị vướng này. đấy là những anh em đeo kính còn thì của Of90 cũng vẫn dùng được nhá, anh em kính cận vẫn dùng được nhưng anh em đeo gọng nhỏ kính gọng nhỏ thì dùng được thôi. nếu mà anh em đeo kính gọng to thì rất là khó khăn. Đấy, còn thì ở bên kính của um, IS Cruiser này thì của HTC này thì nó to hơn nên là anh em đảm bảo vẫn dùng được nhá. Anh em đeo kính cận dù là nó nó không thoải mái như người bình thường nhưng mà những anh em đeo kính to thì vẫn dùng được. Đấy, vì kính nó to hơn, đấy, là dùng được. À, anh em rất là may mắn nhá, anh em rất là may mắn và khi mà ở G-Sport có cả hai phiên bản này nhá, có cả OF 590 và có cả À, bản à, à HC IS Cruiser đấy nên là anh em à, có thể đến với hệ thống G-Sport để trải nghiệm cả hai cái sản phẩm này nhá. Đấy. À, đây là hai chiếc mũ đang rất là ăn khách đang rất là nóng hổi trên thị trường đấy ạ. Đấy. À, còn à, về giá thành, giá thành rất nhiều anh em quan tâm đến giá đúng không ạ? Giá thì à, chiếc à, OF590 này, phiên bản màu Titan này là giá là 1 triệu 650 nghìn Đấy. còn uh, Hdc uh, Cruiser này giá là 2 triệu4 nhá mọi người giá 2 triệu tư đấy đấy thì uh, bên uh, chúng tôi là có cả hai cái sản phẩm này uh, nên là anh em có anh em có thể qua trải nghiệm sản phẩm nhá Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình uh, Xin chào hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo Xin chào